Hi, chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ trải qua 64 giờ biến thành một quái vật rắn Junomaly phản bội. Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra? Tại sao tôi lại trở thành một kẻ phản bội? Bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi. Ban đầu tôi cũng là một con rắn bình thường, nhưng tôi biếng ăn, nhát làm và thường xuyên đi ăn cắp thức ăn của người khác. Hôm nay tôi đã liều mạng lảng vảng lại gần khu trang trại nuôi gà của con người và bắt đầu ăn những con gà béo bở. Chúng rất ngon, rất hấp dẫn. Và lần này tôi tưởng đâu mình đã trúng lấy một mẻ thức ăn vô cùng đặc biệt. Nhưng thật không ngờ, trong lúc tôi đang say sưa bắt những con gà nuốt vào bụng thì đột nhiên lũ con người nghe thấy có gì đó bất thường liền ập tới. Mẹ kiếp, mấy con gà chúng ta nuôi sao hôm nay bọn chúng la lối âm sầm thế này? Không lẽ bọn chúng thấy mấy con gà rừng đá nhau à? Mau, mau đi kiểm tra nhanh lên. Chết tiệt, không phải bọn chúng đá nhau mà là một con rắn to lớn đang ăn thịt bọn chúng. Hô kiếp, mau giết chết nó đi. Nhìn thấy loài người xuất hiện nã súng vào tôi, tôi vô cùng hoảng sợ và nhanh chóng chuồn đi mất. Chết tiệt, nó bỏ chạy kìa. Mau, chia ra, đuổi theo, bắt bằng được nó về ngâm rượu, lấy lại thiệt hại số gà mà bị nó ăn. Thật không ngờ, lần này không hề dễ dàng như những lần trước. Có lẽ tôi đã đụng độ phải những thứ sinh vật thông minh nhất tại hành tinh này. Kết quả, bọn chúng đã chặn tứ phía, tôi không thể nào thoát được. Bị ép tới nước đường cùng, tôi bắt buộc phải phản công lại bọn chúng, phải cố gắng mở một con đường máu để trốn thoát. Mẹ kiếp, con rắn mãng xà này nó thành tinh rồi, dám tấn công loài người chúng ta. Chết tiệt, phải cho nó tan xác mới được. Chết đi, chết đi. Không, không. Cuối cùng tôi cũng đã giết chết lũ nhân loại này, nhưng người của tôi chằng chịt vết đạn. Tôi phải cố gắng chịu đựng nỗi đau, tiếp tục bò đi. Nhưng mà... Này, đứng lại! Ở đây vừa xảy ra chuyện gì? Sao có tiếng súng kinh hoàng thế? Có phải lũ con người đi săn động vật phải không? Ngươi là ai? Sao trông dị hợm thế? Ngươi đừng sợ, ta là quái vật khỉ Junomaly. Ta có trách nhiệm là bảo hộ khu vực rừng này. Mau, nói cho ta biết, vừa có chuyện gì xảy ra vậy? Thì ra, tôi lại vô tình gặp được một thứ sinh vật kỳ dị trên trời rớt xuống. Không được, tôi phải lợi dụng hắn báo thù lũ con người để trả món nợ máu này. Đúng vậy, lũ con người đã săn bắn tôi, giết chết vợ con tôi, cả mấy em bồ nhí của tôi, bọn chúng cũng mổ bụng ăn thịt. Cái gì chứ? Lũ con người này thật đáng ghét. Nhưng hình như bọn chúng bị ngươi chống trả giết chết thì phải. Không phải đâu, tôi hiền lắm, tôi không biết cắn nhau. Hồi nãy tôi sợ hãi quá, tôi bỏ chạy luồn lách. Bọn chúng bắn đạn vào tôi thì vô tình đạn trượt xuyên qua người của bọn chúng lẫn nhau, nên bọn chúng chết hết. Hả? Ngươi cũng thật may mắn đó. Nhưng hình như người của ngươi bị thương nặng rồi kìa. Được rồi, để ta giúp ngươi khôi phục lại với một hình dạng mới, mạnh mẽ hơn, có khả năng chiến đấu tuyệt vời hơn, để con người không còn có khiếp ngươi nữa. Chỉ một vài lời nói dối của tôi thôi, thứ quái vật khỉ này lại tin đến như vậy. Và thật không ngờ, hắn sau đó lại sử dụng một vật thể bay và biến đổi người của tôi thành một dạng dị hợm kinh tởm hơn. Chết tiệt, không ngờ thứ quái vật này lại có một vật thể bay kỳ diệu đến như vậy. Không được, tôi phải có nó. Thôi được rồi, bây giờ ngươi đã mạnh mẽ hơn xưa, có thể tự sinh tồn. Ta đi đây. Hả? À, ngươi làm cái quái quỷ gì vậy? Chết đi thứ quái vật khỉ kia. Ta sẽ giết ngươi, chiếm đoạt lấy cái vật thể bay đó. Nó thật vi diệu. Chết tiệt, con rắn khốn kiếp ăn cháo đá bát này. Ngươi là một kẻ xảo quyệt. Sau đó tôi cũng đã chiếm lấy cái vật thể bay. Thật không ngờ thứ này có thể đưa tôi bay khắp mọi nơi. Nào mọi người, mau khẩn trương ăn thật no đi. 1 giờ đồng hồ nữa chúng ta sẽ di chuyển về phía nam. Là cái lũ hưu mấy lần trước bị mình săn hụt. Chết tiệt,
có cả cái bọn voi bảo vệ lũ hưu đó nữa. Thật đáng ghét, nhưng không sao, lần này ta đã khác rồi. Ta đã biến thành một con quái vật trắng rồi. Ta sẽ giết sạch các ngươi, ăn thịt hết các ngươi. Ngon quá, ngon quá, có ở đây thật tuyệt. Chết, chết tiệt, có chuyện gì vậy? Hả? Dường như có thứ gì đó dài thòng lọt đang tấn công lũ hưu. Ngon quá, ngon quá, đúng là thịt hưu vô cùng bổ dưỡng và đặc biệt. Các ngươi bất ngờ lắm phải không? Nhưng để ta nói cho các ngươi biết, ta chính là con rắn mãng xà năm xưa bị loài voi các ngươi giẫm nát đây. Bây giờ ta đã quay lại với hình dạng mới, lợi hại hơn xưa. Cái gì chứ? Ngươi là một con rắn mãng xà. Không thể nào, không thể nào. Sao ngươi lại trở nên kinh hoàng thế này? Mau, mau, chạy đi. Chạy đi các đồng lợi. Không, không, thủ lĩnh, thủ lĩnh. Chúng tôi sẽ không bỏ chạy. Chúng tôi liều chết với cái thứ quái quỷ này. Các người muốn chết chung, phải được, ta sẽ tiễn các ngươi đi một đợt. Thật không ngờ, ông trời lại giúp tôi, cho tôi gặp được cái sinh vật khí quái dị đó và biến đổi tôi như thế này, để tôi có thể đấu tay đôi với lũ voi khổng lồ. Bao món thù năm xưa bọn chúng xém một tí nữa thì giẫm chết tôi. Voi, voi, hãy chạy đi, hãy giữ giọt máu cuối cùng của loài voi. Anh ơi, em sẽ không bỏ đi đâu, em sẽ qua giúp anh. Đừng qua đây, đừng qua đây. Thưa rằng, tình tiệt, giam hiểm độc ác này, ngươi sẽ chết không toàn thây. Cái gì? Ngươi nguyền rủa ta, cầm mồm lại đi. Ta sẽ cho loài voi các ngươi tiệt chủng luôn. Đứng lại, thứ quái vật xấu xa kia, ngươi đừng hòng đụng tới đồng loại của ta. Hả? Lũ dị hợm gì thế này? Chết tiệt, không lẽ là lũ quái vật Junomali nữa à? Các ngươi tới thật đúng lúc đó. Chết tiệt, ngươi biết bọn ta, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Tại sao ngươi lại tàn sát những động vật vô tội ở đây? Hả? Bọn chúng đến đây cũng bằng một vật thể bay à? Có lẽ cái vật thể bay của bọn chúng cũng chứa một nguồn năng lượng biến đổi rất lớn. Được rồi, để ta cho các ngươi biết ta là ai. Ta là một con rắn mãng xà, và ta gặp được quái vật khí Junomali. Hắn đã bị ta dẫn dụ biến đổi cho ta hình dạng như thế này. Sau đó ta đã giết chết hắn, cướp lấy vật thể bay của hắn, di chuyển tới đây, ăn những thứ động vật mà ta yêu thích. Cái gì? Ngươi đã giết chết quái vật khí Junomali? Mẹ kiếp, hèn chi cả ngày hôm nay không thấy cậu ấy ở đâu. Bọn ta phải báo thù cho cậu ấy. Lũ ngu ngốc, các ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Ta đã tìm hiểu hết nhược điểm của các ngươi từ chiếc đĩa bay của tinh khí quái vật đó. Bây giờ ta sẽ hút luôn nguồn năng lượng của chiếc đĩa bay này, biến đổi cho ta đâu. Không, không, cái quái vật rắn. Ngươi hay lắm, hay lắm. Bây giờ ta sẽ to lớn, khổng lồ và thật kinh tởm. Được rồi, ta sẽ trở thành chúa tể mới của muôn loài. Hoàng, hoàng, trước tiên ta phải đi báo thù, giết chết khốn kiếp năm xưa dám coi ta là thức ăn, săn mồi ta. Trải qua gần 3 ngày, tôi đã trở thành một thứ quái vật rắn to lớn, dữ tợn, kinh tởm. À không, chính xác hơn hãy gọi tôi là quái vật rắn Junomali phản bội. Sau đó tôi cấp tốc di chuyển đi tìm tới hang ổ của lũ chim khốn kiếp năm xưa hay săn mồi tôi, và không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi lao tới bọn chúng. Bọn chúng nhìn thấy một vật thể rắn to lớn, tướng đâu là một con mồi ngon, liền ập tới cả bầy. Và kết quả thì các bạn biết rồi đó, tôi vặt lòng bọn chúng, bẻ cổ và giết sạch. Dừng lại hành động độc ác đó đi. Mẹ kiếp ngươi, thứ quái vật rắn xấu xa. Đến lúc kết thúc chuyện này rồi. Hả? Lại là một quái vật Junomali nữa à? Ngươi tới đúng lúc lắm. Ta muốn cướp lấy vật thể bay của ngươi để hấp thu nguồn năng lượng trên đó nữa đây. Chết tiệt, sự thật đúng là như vậy rồi. Ngươi là một con rắn xảo quyệt, xấu xa, bẩn thỉu, dám ăn cháo đá bát, giết hại quái vật khỉ,
còn tấn công luôn cả quái vật voi và những đồng đội của cậu ấy. Chết tiệt, hôm nay ta sẽ thế thiên hành đạo, thay ông trời diệt trừ thứ độc ác cho ngươi. Ngươi nghĩ ngươi có thể đánh bại được ta? Ta đã biết hết toàn bộ nhược điểm của các quái vật Xunomaly của các ngươi đó. Chịu chết đi, con quái vật mèo kia. Đúng là một thứ ngu ngốc. Ta không chỉ là một quái vật đơn giản như ngươi nghĩ đâu, mà ta chính là thủ lĩnh của sở thú Xunomaly. Cuối cùng cũng thanh trừng một kẻ không xứng đáng trở thành quái vật Xunomaly.